Cùng chuyển sang một số tin tức giao thông đáng chú ý trong ngày. Thưa quý vị, thông tư số 19 sửa đổi bổ sung bãi bỏ một số điều của các thông tư quy định liên quan đến vận tải hàng không có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Và thông tư nêu rõ khi có thay đổi thời gian khởi hành của chuyến bay, các hãng hàng không phải có trách nhiệm thông báo ngay cho hành khách về việc thay đổi này. Trong trường hợp không phải là lỗi do hành khách mà chuyến bay bị chậm, hãng hàng không phải cung cấp cập nhật đầy đủ thông tin cho hành khách. Xin lỗi hành khách, đảm bảo việc ăn nghỉ, đi lại và chịu các chi phí khác có liên quan trực tiếp phù hợp với thời gian chờ đợi tại cảng hàng không. Trường hợp chuyến bay bị chậm do lỗi của người vận chuyển, các hãng hàng không còn phải thực hiện thêm nghĩa vụ đó là chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên thì đổi hành trình phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác, miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành khách hoặc chuyển đổi vé máy bay phụ thu. Chuyến bay chậm từ 5 giờ trở lên, nếu khách hàng không yêu cầu đổi chuyến mà yêu cầu hoàn trả tiền vé thì người vận chuyển hoàn trả toàn bộ số tiền vé hoặc hoàn trả phần vé chưa sử dụng.